của chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của em. Thì cả nhà, hôm nay thì em ở trong cảng Bình Châu nha. Bắt đầu chạy ra lại đến điểm lặn. Giờ này mặt trời xuống rồi cả nhà à. Đây. Cửa này cả nhà này, cửa Bình Châu nè. Em quên lên tranh thủ mặc đồ của cả nhà. Nãy giờ em không ghi hình. Đó, anh em đang sửa soạn nè. Thì hôm qua thì làm rất là ngon luôn cả nhà. Hôm nay thì không biết sao đây. Thường buổi chiều á cả nhà, giờ này nè, có con nước chảy á, bạch tuộc không lên. Từ 10 giờ 11 giờ nó mới lên nha. Tại sao đó? Chứ thật sự mà nói thì nước chảy em thấy con bạch tuộc không lên cả nhà à. Chỉ có nước nước êm á, bạch tuộc nó mới lên. Đó, hiện tại thì em đang chạy ra nè. Ồ, trời rất là tối luôn. Đàn đi đông lắm cả nhà. Ở tại Bình Châu này đàn đi lặn đêm khá là nhiều luôn. Thì thường thường mà thì em đi với cả nhà từ bên La Gì á, phải thuê xe 7 chỗ nha. Thuê xe 7 chỗ chạy qua bên Bình Châu rồi mới đi biển. Còn xuồng của em thì đậu tại Bình Châu. Chứ mà từ cửa đây là cả nhà này, từ cửa đây mà chạy, từ cửa Bình Châu mà chạy về cửa Bình Tây cách tầm 14 hải lý. Còn nếu mà từ trên La Di mà chạy xuống chỗ lặn luôn có tầm 20 hải lý, xa lắm. Nên không chạy về nha. Lại xuồng nhỏ chạy lên chạy xuống rất là cực kỳ mệt lắm. Nên phải neo đậu ở tại cửa Bình Châu. Rồi, coi cho em xin ngưng để mặc quần áo nha. Rồi, để em tranh thủ nhảy làm nha cả nhà. Ôi, nhìn mặt nước mà em đã thấy dông diêu rồi. Dông diêu màu xanh này. Ồ, nhiều lắm luôn. Rồi, hôm qua thì em bị nghẹt tay cả nhà. Hôm nay thì em sẽ đu cái sợi dây tim này nha. Đu xuống, đỡ may mình có bị nghẹt tay á, mình sẽ măng lên lại. Chứ mà mình nghẹt tay mà đi xuống á, chắc là nguy hiểm luôn cả nhà. Nó sẽ nổ tay nha. Nổ tay là sẽ không thể nào đi làm được luôn. Cái nghề của em nhiều thứ nguy hiểm lắm. Tay, nhất là tay với mũi nha. Chán nữa, nó mà dán chán thì đau đầu lắm cả nhà. Rồi, em cũng đã đáp đáy rồi nè. Mới nhảy xuống mà em đã bắt được một con ghẹ rồi nè. Nước khá là mờ luôn. Đó, cả nhà nhìn xem kìa, toàn là bụi không. Bạch tuộc nè cả nhà này. Wow, một con bạch tuộc nhớt. Lặn đêm thì những con bạch này này cả nhà này hay đi theo những ánh đèn lắm luôn. Đây đây đây, thêm một con nữa nè. Hình như là nó đang chui xuống dưới hang này cả nhà này. Đây, cả nhà nhìn xem một chút nha. Cái con bạch tuộc này nó mà chui xuống hang rồi á thì rất là khó bắt luôn. Nên phải tranh thủ bắt liền mới được nha. Em thì muốn quay một xíu cho cả nhà mình xem nó chui xuống dưới hang. Chỗ này thêm một con nữa nè. Wow, cả nhà cứ để ý xem những cái dâu của nó nha. Rất là dài luôn. Đó, đợi cho nó lội một chút cho cả nhà mình dễ quan sát hơn. Thật sự mà nói thì em cảm thấy hôm nay nước cực kỳ là mờ luôn cả nhà. Đây, thêm một con nữa đây.
mực nang Barbie này. Hiện tại em lặn biển thì em thấy nó sinh sản lại cũng khá là nhiều luôn, nhưng con mực nang nhỏ nhỏ đó thì em sẽ không bắt nha cả nhà. Một con bạch tuộc nữa này. Đây thêm một con nữa này cả nhà này. Bạch tuộc hiện tại thì em thấy khá là dai luôn, chạy lâu lâu như thế này này mới được một con nha. Chỗ này em thấy có một con ghẹ xanh này. Wow, khá là bụi luôn. Con này to nha cả nhà. Đây to này. Ghẹ xanh thì rất là nguy hiểm nè, lặn vào ban đêm nguy hiểm lắm, nó kẹp một phát đau lắm. Nhưng mà em thấy thì nó kẹp không bằng ban ngày. Đó, cả nhà thấy không? Để ý hai cái tay của em mà cầm vô là nó to đến cỡ này nè. Thì con ghẹ nó to đến cỡ này là gọi là cựu chiến binh rồi cả nhà. Ghẹ này phải tầm trên 3-4 lạng thôi. Hình như em thấy nó mềm nha. Đây, hơn một gang tay của em này. Thì em có nói rồi, nếu mà những con ghẹ mà mềm thì em sẽ thả lại nha cả nhà, chứ em không bắt đâu. Chưa thật sự ra mà nói thì đem lên luộc ăn thì thịt cũng nhiều lắm, nhưng em sẽ thả nha để bảo tồn. Đó cả nhà thấy cái mặt của em kìa, nó to hơn luôn. Đây một con bạch tuộc nữa nè. Bạch tuộc mà nằm như thế này nè thì nó đang bắt được một con mồi rồi đó cả nhà. Đây đó, cả nhà cứ để ý xem nha, những con bạch tuộc mà nó nung nung như thế là nó đã bắt được một con mồi rồi, đang thưởng thức đấy. Còn bạch tuộc mà di chuyển như thế này là nó không có nha, đang đi kiếm ăn đó. Đây một con nữa này cả nhà này. Đó thì ở dưới nước di chuyển như thế này là có nghĩa là hiện tại bạch tuộc đang ít đi lặn nha cả nhà, chứ không có nhiều như hôm qua đâu. Hôm qua thì bắt đầy ngay luôn, còn hôm nay thì thưa. Đây ngay đây thì hai con luôn này. Đó cả nhà nhìn xem này, bạch tuộc mà như thế này là nó đang săn được một con mồi này. Con này con gì nè, con này em không biết con gì luôn. Thì lặn đêm ở cả nhà thì chủ yếu là đi săn những con bạch tuộc nha. Bạch tuộc thì vào ban đêm sẽ dễ bắt hơn, chủ yếu là bạch tuộc nhớt. Bạch tuộc nhớt thì ban đêm ở dưới cát chui lên nha, còn ban ngày thì hiếm khi gặp lắm, rất là khôn luôn. Đó cả nhà cứ nhìn xem này, chạy đuối cả chân luôn mới được một con như thế này nè. Em chạy tới này có gặp ghẹ này, hai con luôn đang nằm cặp kìa. Đây bắt lên cho cả nhà mình xem này. Đó hai con này bằng nhau này cả nhà này. Nếu mà con ghẹ mái nó có càng là nó bằng con ghẹ trống luôn, nhưng mà con ghẹ mái này con này cũng chắc luôn, hai con đều chắc hết cả nhà.
Nhưng mà em thấy con ghẹ mái này nó đang chuẩn bị lột hay sao ấy nè. Đó. Rồi em thả nha. Con ghẹ mái thì nó không có càng. Còn con ghẹ trống thì có càng nè. Đây, một con bạch tuộc thường nè. Ồ, cũng là một con bạch tuộc nhất, đang chui hang cả nhà à. Chạy múa đuối cả chân luôn mới ra được thêm một con thì lâu lâu thôi. Mực này bây giờ em thấy dai lại bớt rồi, hay là không có con nước á, con mực nó không lên hay sao quá cả nhà, chứ chạy lâu lâu một con như thế này cũng không nhiều nha. Ồ, một con ghẹ xanh nữa này. Wow, con này to. Ồ, cả nhà nhìn xem nè, cái con ghẹ xanh mà nó đang chuẩn bị lột nè, nó mới gỡ cái lưng lên rồi nè. Đó, con ghẹ này ghẹ nhất nha. Chắc em nghĩ là sẽ thả thôi để cho nó lột da và lớn. Ghẹ xanh mà cỡ đó cả nhà, nếu mà bắt lên luộc ăn thì ngon lắm nha. Tại vì ở địa phương của em thì hay ăn ghẹ lột da như thế lắm, ăn nó rất là ngon luôn. Một con ghẹ xanh nữa này, không biết là nó có lột hay không nữa đây. Chứ hồi nãy giờ em thả những con ghẹ xanh to thì khá là tiếc luôn á cả nhà. Ô, con này không có nè. Ồ, cũng mà được một con ghẹ nhất rồi. Rồi, những con mà không có thì em sẽ bắt nha. Chứ thả nhiều quá thì cũng buồn cả nhà. Cũng vì cuộc sống mưu sinh thôi nên phải làm nha. Thì nhiều anh chị có bảo là ghẹ nhỏ bỏ bớt, nó thật sự không có nhỏ đâu cả nhà. Trong cam thì nhìn nó nhỏ vậy thôi, chứ lên trên bờ thì nó to nha. Đó, cỡ này là ghẹ nhất rồi nè. Cái người lặn của địa phương em thì hay lựa nha cả nhà, lựa những con tiêu chuẩn để bắt nha, chứ không phải là nhỏ lớn gì bắt hết đâu, không có vụ đó đâu cả nhà. Thương lái thì sẽ không mua những con nhỏ nha, chủ yếu đi làm những con đủ tiêu chuẩn và bắt thôi. Đây này cả nhà này, trong cam nhìn nó nhỏ đúng không, bắt lên cái tay của em này, đó nó to này, con này đúng to luôn. Ghẹ nữa nè. Ồ, hai con đang ôm nhau kìa cả nhà. Wow, nếu mà ai có vợ có chồng thì vào ban đêm này sẽ ngủ như thế này nha, còn em đi làm thì sẽ bắt những con này. Ồ, một con ghẹ mái chạy thôi cả nhà à. Rồi, chạy cũng được, bắt một con ghẹ xanh thôi. Cái con ghẹ mái đó nó cũng đang lột cả nhà, định bắt lên ghi hình lại cho cả nhà xem. Tại vì nó chạy thì thôi. Trước em mà có một anh thợ lặn kìa. Ồ, hai cây đèn pin luôn. Đó là anh Nghĩ đó. Ảnh chơi một lần hai cây như vậy đó cả nhà. Cực kỳ là sáng luôn. Thank you.
này, bạch tuộc này đang săn mồi này. Ô, cả nhà nó ăn con sâu lông này. Đây, con sâu lông này. Ừ, thực sự mà nói em rất sợ nha. Em sợ những con sâu lông lắm. Em không hiểu vì sao luôn, ở em gặp là em giận người thôi. Ồ, nãy giờ cái quạt của em nó ngứa ngứa cái chân của em cả nhà à. Đây, em xem lại cái quạt này. Lúc đó thì em coi thử nó có cái con gì trong này hay không. Ai nghe là nó có những con sâu lông khá là nhiều luôn cả nhà à. Nãy giờ em không để ý, em chụp bỏ vào á, nó ăn những con sâu lông thì trong quạt em có kìa. Ồ, giờ này mà em xem lại mà em nổi da gà luôn nè. Em nói thật sự đó, em sợ lắm. Nó làm nó quệt hai cái chân của em á cả nhà. Bữa đêm này nè, nó quệt hai chân của em toàn nổ lên như cái hộp như mà em ghi hình lại của anh Út mà bị quệt á. Ừ, nó nổ lên hộp như vậy đó, rất là ngứa luôn. Bây giờ thì em phải tranh thủ lấy ra hết nha, để không nó quệt ngứa lắm cả nhà. À, một con mực nang này cả nhà nè. Wow, một con đầu tiên của em. Được, cả nhà nhìn xem nha. Đó, mực vào ban đêm thì nó hơi dạng một chút. Ủa, nó đang lợi kìa. Con này trên 1 kg đó cả nhà. Chưa, nếu mà ban ngày hồi nãy giờ là nó chạy mất tiêu rồi. Chỉ ban đêm con mực nó mới dạng như thế này thôi, chứ mà ban ngày thì hồi nãy giờ mắc hết 100 mấy chục ngàn rồi đó cả nhà. Con mực nang này nó rất là hay luôn cả nhà. Nếu mà nó ở vùng nào thì nó sẽ biến màu vùng đó nha. Nếu nó ở sỏi, ở dạng thì nó sẽ biến theo màu sỏi dạng. Còn ở cát thì nó sẽ biến theo màu cát. Còn cái tính da mà cái da của nó rất là linh hoạt luôn. Nó biến đủ thứ màu luôn cả nhà. Đó, cả nhà ngắm xem một chút nha. Con mực nang này nó to hơn cái mặt của em luôn nè. Tính ra nó phải trên 1 kg mấy đó. Đây, thêm một con bạch tuộc nè. Em dắt kỹ luôn. Đó, lúc nào em bắt thì em sẽ gỡ cái miệng của nó lên coi trước nha. Chứ chụp bỏ vào thì nó ăn những con sâu lông rất là nguy hiểm luôn cả nhà. Cá lịch này cả nhà nè, nó đang đi săn mồi rồi. Chứ còn ban ngày thì nó sẽ chui xuống dưới hang nha. Còn đây là cá đẳng. Đây cả nhà nè, đó, nó ăn một con sâu lông nữa nè. Ồ, rất là nguy hiểm luôn. Em thấy cũng rất là hay luôn. Có nhiều giống loài bạch tuộc lắm luôn. Nhưng mà bạch tuộc thường á thì cái đầu của nó thì to, cái râu của nó thì ngắn. Còn con bạch tuộc này nè, cái râu của nó cực kỳ là dài luôn. Cái bình thường cái đầu của nó thì nó hơi ốm nha. Bởi vậy cái lỗ cả nhà, cái lỗ quần nó chắc một xíu thôi mà nó chui ra được đó. Rất là hay luôn. Cá đuối nè. Những con bạch tuộc mà ăn no thì bắt đầu nó sẽ chui xuống hang lại nha. Còn mà những con bạch tuộc mà đang chưa có ăn thì nó sẽ đi săn mồi như thế này. Đó cả nhà. Em thì không phải là nhà khoa học nha, nên cái gì cũng biết nha cả nhà. Thì em lặng á, em hay để ý lắm, quan sát những con mà hải sản mà mình bắt á, mình coi nó như thế nào nha. Chứ không phải là cái gì em cũng biết đâu. Đó, cả nhà xem này, nó ăn no thì nó chui xuống lại này.
họ làm cái con nước mà chảy á, thì nó sẽ chui xuống lại. Ủa, một con này nó chui mất tiêu luôn rồi cả nhà, à bắt không được luôn. Xa xa thì em có gặp được một con ghẹ này, ghẹ mái này. Ghẹ mái thì tới mùa chắc á, thì con nào cũng có gạch hết, mà gạch màu đỏ nha cả nhà, ăn rất là đã luôn. Wow, thật sự mà nói thì em lặn 9 năm nay rồi, 9-10 năm rồi cả nhà, em mới phát hiện được một con rắn gì đây nè. Ồ, nó dài trên 2 mét nha cả nhà. Ở trong đây cả nhà nhìn nó ngắn ngắn vậy thôi chứ nó dài lắm, không biết là con gì đây luôn. Ồ, lặn ban đêm mà gặp những tình huống này rất sợ nha cả nhà. Sợ nhất là nó lội tới cánh điện của mình đó. Còn con này bé thì mình không sợ, nhưng mà phải tránh da nha. Nó cắn một phát là không biết cái gì ra cái gì luôn á cả nhà, nên nhiều khi sợ lắm. Rồi xong, tới công chuyện rồi cả nhà ơi. Khá là may mắn luôn. Con này là con thứ hai của em rồi nè. Lặn đêm mà em gặp được hai con cá đuối dơi rồi nè. Đầu tiên em đi thì em có gặp một con nha. Ồ, con này to nè, cái cây kia của em gần hai gan của em á. Ồ, nó chạy vô kia. Ồ, không biết là nó còn nằm lại không đây cả nhà. À đây đây đây, nó nằm này, nó nằm này. Ồ. Ồ. Khá là nhanh luôn. Rồi xong, em đã chỉ được rồi. Thật sự mà nói con cá đuối dơi này là con thứ hai của em luôn đó. Thì những con cá đuối dơi này chủ yếu em chỉ là em sẽ làm bỏ tủ lạnh nha, chứ em không bán đâu cả nhà. Cả nhà biết không, mỗi một lần mà mình bán đi, mình bán đi rồi xong bắt đầu mình thèm á, mình mua lại á, giá cao lắm, nên em chỉ làm bỏ tủ lạnh thôi. Nếu mà nhiều quá thì phơi khô, cá đuối mà phơi khô thì ăn cũng rất là ngon luôn, tuyệt vời lắm cả nhà. Ồ, con này là con thứ hai rồi, một con thì em làm em có bỏ tủ lạnh rồi, còn con này nữa thì quá là ok. Cả nhà mình biết không, một khi mà em lặn vào em bán con cá đuối tươi như thế này nè, tươi tươi luôn nha, em đi lặn vào là sẽ bán cho thương lái luôn. Cả nhà biết thương lái mua bao nhiêu không? Chỉ có 120.000 một ký thôi đó, cả nhà cứ nghĩ xem, rất là dễ luôn. Còn nếu mà thương lái mà nó bán lại cho quý cô chú anh chị mà ăn á, có bèo lắm, từ giá tới 200.000 một ký chưa lên. Có một con như thế này được vài ký nha. Em thì chỉ giờ bỏ tủ lạnh thôi, để cho mẹ em sẽ phơi cũng được, để dành thèm thèm lấy ra. Ừ, to quá đã luôn. Em thì không thích bán những con cá này cả nhà, lâu lâu mới gặp được một con thôi. Cả nhà ơi, cái con ghẹ như thế này nè, em gặp 3 lần luôn trong vòng 3 ngày. Cũng là ghẹ mà đang giao phối nè. Đây em ghi dưới cát luôn nè, em sợ cả nhà mình đổ thừa là đã gặp rồi và quay lại nè cả nhà nè. Đó em ghi 3 ngày luôn cho cả nhà mình biết nè, 3 ngày liên tiếp luôn. Wow, em lặn đêm mà có mấy ngày thôi mà em gặp 3 ngày, 3 lần rồi. Có con ghẹ xanh nó nằm ở trên đó cả nhà, là con ghẹ nhất nha. Nó to lắm, đây cả nhà nhìn xem nè, nó phải hơn một gang tay của em đó.
Đó, cả nhà cứ thấy cái tay của em không? Em định đo mà cái sợi dây thun của em nó cản lại rồi. Nhìn trong cam nó hơi bé chứ thật sự mà cầm trên tay thì nó to lắm cả nhà à. Ồ, lâu lâu thì gặp như thế này cũng hay. Được ghi hình lại cho cả nhà mình xem cũng là điều tuyệt vời nhất đó cả nhà. Ghẹ mà như thế này thì em sẽ không bắt nha cả nhà. Chứ đừng suy nghĩ em tắt cam và sẽ bắt nha. Em không bắt như thế đâu. Một cái mánh ghẹ nhìn rất là khó thấy luôn này cả nhà này. Này hai con bạch tuộc thường luôn này, hình như là đang tỏ tình hay sao á cả nhà. Tỏ tình thì em cũng bắt vào luôn. Em đang giao lưu Yani này cả nhà này. Em thấy anh Út nạp vô hai cây đèn pin cực kỳ là sáng luôn. Đó, đèn pin này là 1.400.000 một cây cả nhà, còn đèn của em là 1.600.000 nha. Hai cây mà nạp lại mực kìa. Hai cây đèn mà nạp lại thì sáng lắm. Mực anh Út bắt cũng khá là nhiều luôn. Còn em thì bắt được một con cá đuối dơi này. Ồ, lúc này thì ảnh xem đồng hồ. Ồ, gần 3 giờ kém một cả nhà à. Rồi lên thôi. Anh Út rồi, anh Út biểu lên này. Đó, hai anh em thì Yani ở dưới nước thì hiểu nhau nha cả nhà. Chứ mà còn nói thì nói không được đâu. Chỉ Yani thôi cả nhà. Rồi, em cũng mời cả nhà mình lên xem thành quả của những anh em nha. Được ít lắm. Đây cả nhà nhìn xem này, khá chỉ là ít luôn. Ghẹ của em này hôm nay bắt ít lắm cả nhà. Với mực này, mực cũng ít luôn. Nói chung hôm nay ai cũng làm ít hết cả nhà. Đó, cả nhà nhìn xem này, ai cũng làm ít luôn. Nhưng mà may mắn luôn, em chỉ được một con cá đuối này, một con cá đuối dơi to chà bá lửa luôn. Con này có tầm 4 kg đấy. Ít cả nhà làm ít như thế này thì không có ăn nha.